Chào mừng bạn đến với kênh nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Savi Junasso Spray. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Savi Junasso Spray cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Savi Junasso Spray Carrageen an tự nhiên từ tảo đỏ, silito, PG, nipazin, natri dị hydrophosphate dị hydrat, natri hydroxide. Công dụng Savi Zunasso Spray có chứa các thành phần giúp loại trừ vi khuẩn, virus trên niêm mạc mũi một cách tự nhiên, giúp phòng ngừa bệnh về đường hô hấp trên. Savidusol spray giúp rút ngắn thời gian và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng cảm lạnh và cảm cúm thông thường. Savidusol spray giúp duy trì độ ẩm tự nhiên của niêm mạc mũi, giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan đến niêm mạc mũi bị khô và kích thích. Savidusol spray giúp phòng ngừa cảm lạnh, cảm cúm thông thường, khô mũi, các triệu chứng mũi kích thích khi thời tiết giao mùa, nơi không khí có độ ẩm thấp và nơi không khí bị ô nhiễm, có nguy cơ cao mắc dịch bệnh về đường hô hấp. Chỉ định Savizunasol Spray được dùng ngay khi phát hiện các triệu chứng đầu tiên của cảm cúm, cảm lạnh, hát hơi, sổ mũi. Các trường hợp sống hoặc làm việc trong môi trường không khí khô và ô nhiễm như môi trường hanh khô của mùa đông hoặc ở trong điều kiện điều hòa thường xuyên liên tục như văn phòng, ô tô, máy bay, môi trường không khí ô nhiễm, có nguy cơ cao mắc các dịch bệnh về đường hô hấp. Cách dùng. Dung dịch xịt mũi. Liều dùng. Trẻ từ 1 tuổi, xịt một lần mỗi lỗ mũi, dùng 1 đến 2 lần một ngày. Người lớn, xịt 2 đến 3 lần mỗi lỗ mũi, dùng 3 đến 4 lần một ngày. Để làm ẩm niêm mạc mũi khô, xịt một nhát vào mũi vài lần mỗi ngày tùy theo nhu cầu của từng người. Savi Zunasso Spray an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú, an toàn cho trẻ từ 12 tháng tuổi, có thể dùng thường xuyên và lâu dài để vệ sinh mũi cho trẻ. Chống chỉ định Không sử dụng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi Không sử dụng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ khi có bất cứ phản ứng quá mẫn với thành phần của sản phẩm. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Savi Zunasso Spray đồng thời biết cách sử dụng Savizunaso Spray, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.